Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyentactical.com. Sản phẩm của tuần này là chiếc ba lô Helicon Tech Raccoon gấu mèo á anh em. Đây là một chiếc ba lô khá là hay, dù nó không còn mới nhưng mà mình vẫn phải review. Đây là một sản phẩm nó nằm ở trong bộ sưu tập Patron Line của Helicon Tech. Patron Line là một cái bộ sưu tập đã được mình giới thiệu qua trong cái clip review chiếc Ambus tuần vừa rồi. Anh em có thể xem lại clip, mình sẽ để link ở phía trên đây nha. Sao cái mic nó hài vậy? Chúng ta sẽ cùng xem chiếc ba lô này có những chức năng gì, nó phù hợp cho ai và phù hợp cho những hoạt động gì. Tuy là một sản phẩm trong Patron Line có mục đích rất là rõ ràng, nhưng mà đây là một chiếc ba lô gọi là multifunctional, một chiếc ba lô đa năng. Anh em nó có thể sử dụng nó cho rất là nhiều mục đích, từ sử dụng hàng ngày cho đến đi chơi outdoor hoặc đi vận động thể chất, đi trekking, hiking nữa anh em. Đây, thiết kế bên ngoài của nó là full molybdenum luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hàng, tới 6 hàng molybdenum luôn. Rất là nhiều. Và chiếc ba lô này nó có được cái độ mở bên hông rất là lớn. Đây, nó có cái đai nén, nếu mà chúng ta xả cái đai nén chúng ta có thể thấy là cái độ mở bên hông của nó rất là lớn. Mình sẽ để kích thước và thể tích của nó ở trên màn hình nha. Chiếc ba lô này sử dụng chất liệu vải Cordura 500D nylon, một chất liệu rất là quen thuộc với những anh em mà đã sử dụng qua những cái sản phẩm thuộc ngành tactical, EDC hay là outdoor. Chất liệu này thì nó có độ bền rất là tốt, nó trượt nước trên bề mặt được rất là ok, và nó có trọng lượng khá là nhẹ so với những cái tính năng mà chúng ta nhận được khi mà sử dụng nó. Đây, tem Cordura ở trên góc của sản phẩm đây. Về bản thân của cái chất liệu Cordura thì nó có cái tính bền bỉ và trượt nước rất là tốt. Tuy nhiên, mình đã có nhắc đến trước đây thì một cái sản phẩm ba lô túi nó được may ráp từ rất là nhiều những cái bộ phận, những cái thành phần khác nhau. Đặc biệt thì để may ráp những cái bộ phận đó thì nó sẽ phải sử dụng những cái đường chỉ, và khi mà mổ ngăn ở đâu thì nó sẽ phải có dây kéo ở đó. Những cái nơi đó nó chính là cái yếu điểm trên cái sản phẩm. Nếu mà anh em kỳ vọng một cái sản phẩm nó chống nước hoàn toàn để anh em có thể là nhảy xuống nước luôn, đi lặn luôn chẳng hạn, thì những chiếc ba lô này nó sẽ không làm được đâu nha. Nó chỉ trượt nước trong một cái thời gian nào đó đủ để anh em tìm chỗ trú thôi. Ở Việt Nam thì cái mưa nhiệt đới nó khá là kinh khủng. Ở nước ngoài thì nó chỉ là mưa lất phất và tuyết thôi, thì những cái sản phẩm này sẽ xài ok. Họ có thể quảng cáo trên cái website của họ là waterproof, nhưng mà về Việt Nam xài thì anh em cần phải điều chỉnh lại cái kỳ vọng của mình trên một cái sản phẩm nha. Cái hàng molybdenum của chiếc ba lô này thì được hoàn thiện bằng phương pháp 3 tắc. Với 3 tắc, một cái phương pháp gia công rất là tiên tiến, nó mang lại cái độ bền rất là tốt cho cái hàng đai này, mang lại cái sự liên kết rất là chắc chắn cho cái hàng đai này và cái chất liệu nền này. Và chúng ta có thể là gắn lên trên này những cái phụ kiện, cũng như là đổ lên custom lên những cái power EDC để nó mở rộng chức năng sức chứa cho anh em. Phía trước thì chúng ta sẽ có một cái hàng dây bân ghi, dây co giãn, và được adjust điều chỉnh bằng một cái đầu khóa như thế này. Đây là một cái tính năng rất là hay ho để chúng ta có thể là cố định lên trên này những cái đồ đạc, vật dụng nó có cái độ phồng lớn, ví dụ như là túi ngủ này, hoặc là lều, hoặc là những cái tấm đệm trải lều á anh em, khi mà chúng ta đi chơi outdoor. Còn nếu mà anh em không sử dụng tính năng này thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời nó ra. Đó, anh em mở này ra thôi, xong rồi rút con chạy ra và tháo rời ra, thì chúng ta sẽ có một cái ba lô nó bớt dây nhợ đi một chút. Trên này thì chúng ta sẽ có một cái bảng Velcro rất lớn để có thể dán patch trang trí. Đây. Rồi, chiếc ba lô này thì nó có cái tổng thể thun dài nhìn khá là gọn gàng. Đây, mình sẽ mang lên người cho anh em xem thử nha. Đây là cái tương quan của kích thước của chiếc ba lô này khi mà mang lên trên người. Rất là gọn gàng. Mình thấy nó ôm khá là tốt. Bên hông của chiếc ba lô này thì chúng ta có tới 4 cái đai nén, tức là 2 cái mỗi bên. Đai nén ở phía trên, đây anh em có thể thấy cái kích thước mà khi mà nó mở rộng cái bề ngang của nó này, cái bề dày của nó rất là lớn. Đó, ở phía dưới này thì là cái đai tăng chỉnh, đai tăng chỉnh cố định. Còn ở phía trên này chúng ta có một cái đai mở nhanh, quick release buckle. Đó. Và cái đai này nó có thiết kế thu gọn dây rất là hay. Đây. Đó, đây là một cái chi tiết mà tụi mình đã học hỏi được và áp dụng nó trên cái sản phẩm túi đeo CT5 đã rất là quen thuộc với anh em tactical EDC Việt Nam và trên thế giới. Chúng ta cuốn nó lại
và chúng ta cố định nó như thế này. Đó, thì cái ba lô nó sẽ rất là gọn ha. Đó. Đây, hai bên chúng ta sẽ có hai cái đai nén. Và cái ba lô này nó không có cái ngăn đựng nước ở phía bên ngoài. Tuy nhiên thì chúng ta có thể sử dụng những cái phụ kiện như là cái free size bottle holder này để có thể là kết nối nó lên cái hàng Moly Webbing này và đựng chai nước ở phía bên ngoài. Tuy nhiên thì nếu mà khi mà kết nối lên thì nó sẽ vướng vào cái đai này. Khá là tiếc, để tí nữa mình thử xem. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp những cái khu vực khác của chiếc ba lô này ở phía bên ngoài. Phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm hai cái đai có khả năng tăng chỉnh để ràng ở dưới đây những cái phụ kiện, ví dụ như là cái lều chúng ta chẳng hạn, cái lều, cái võng. Tuy nhiên thì nó lại không có cái cơ chế thu gọn dây giống như hai cái đai nén ở bên hông. Nếu mà trong trường hợp chúng ta sử dụng ba lô mà không mở rộng ra hết thì cái phần này nó sẽ hơi lòng thòng xuống phía dưới, rất là dài, hơi lòng thòng thật. Anh em nào sử dụng thì có thể là tìm thêm những cái giải pháp để thu gọn cái dây này cho mình nha. Rồi, phía trên chúng ta sẽ có một cái quai sắt dạng heavy duty nha. Heavy duty là cái dây, là cái đai như thế này, còn light duty là giống như cái Ambus hôm bữa mình có giới thiệu với anh em đó. Heavy duty thì nó sẽ làm cái bảng nó lớn hơn và nó phải đánh được thêm cái bộ ba tắc ở đây để có thể gia cố cái sức chịu cái trọng lượng, cái lực xé chỗ đây đó. Nó thiết kế như thế này thì chứng tỏ cái ba lô này được sinh ra để load được một cái trọng lượng rất là lớn nha anh em nha. Tiếp theo là phần quai và lưng của chiếc ba lô này. Khác với Ambus, nó được trang bị hai cái đệm và nó có cái U lên để cho nó lộ ra một cái rãnh thông khí ở giữa. Cái việc này nó sẽ mang lại cái cảm giác nó tốt hơn khi mà chúng ta mang ba lô trong thời gian dài hoặc là trong thời tiết nóng. Đó, nó sẽ thoát hơi tốt hơn, mang lại cảm giác ok hơn. Tuy nhiên cái quai đeo của nó thì hơi mỏng. Thực sự cái quai đeo của nó mỏng hơn cái Ambus tuần trước mình giới thiệu với anh em rất là nhiều. Trên này thì nó kết nối dạng đai webbing chứ không phải là nó xỏ cái mút này vào trong cái thân ba lô. Mình đánh giá cao cái thiết kế này bởi vì nó đơn giản và nó linh hoạt hơn. Những cái góc của nó này nó bẻ rất là linh hoạt, nó không có bị giới hạn bởi cái mút ở bên trong. Và nó được đánh ba tắc vào trong cái sườn của ba lô nè anh em. Đó, anh em cứ đảm bảo. Cứ cái cách gia công này thì nó rất là đảm bảo. Còn cái thẩm mỹ của nó thì tùy vào mỗi người. Mình thì mình thích cái cách gia công này. Đó, đánh một hàng ba tắc vào trong này nè. Ở ngoài đây thì đánh hàng ba tắc vào trong cái đệm mút quai, đánh hai đường luôn nè. Và nó đánh lủng qua bên này luôn nha anh em. Nó đánh lủng qua bên này nè. Cho nên là nó sẽ rất là chắc, anh em cứ yên tâm. Ngoài cái điểm kết nối này thì nó còn thêm cái moly webbing, nó chạy dọc suốt cái chiều dài của cái quai thôi. Đó. Trên này thì chúng ta có thêm một cái D-ring để có thể gắn trên này đèn tín hiệu hoặc là những cái phụ kiện mà chúng ta cần truy cập nhanh như ống nhòm, multi-tool, vân vân. Dưới đây thì chúng ta đã có sẵn một cái đai ngực. Đó, đai ngực điều chỉnh được độ cao. Rồi dưới đây là quick release buckle. Rất là đặc trưng của thiết kế tactical. Dưới đây thì chúng ta có sẵn luôn cái đai hông. Cái đai hông hip belt. Đai hông này và đai ngực nó sẽ giúp cho cái ba lô này nó nằm sát trên cơ thể anh em khi mà chúng ta vận động mạnh nè, đứng lên ngồi xuống nè, hoặc là chạy nhảy vượt chướng ngại vật hoặc là leo cao nè. Đó, thì những cái đai này nó sẽ hỗ trợ rất tốt trong cái việc cố định cái ba lô nó nằm sát cơ thể của anh em để chúng ta vận động một cách tự tin và thoải mái. Tuy nhiên thì cũng giống như Ambus thì nó sẽ cái ba lô này nó cũng không có cái khu vực để chúng ta nhét cất cái đai hông này trong trường hợp mà chúng ta không sử dụng. Khi không sử dụng thì chúng ta phải bắt buộc tháo nó ra cho nó gọn. Và khi nào sử dụng thì chúng ta phải mang ra gắn lại. Cái này nó tháo ra được nha anh em. Đó, mình cứ lùng ngược lại xong rồi mình lấy ra thôi. Tức là thiết kế nó vẫn cho chúng ta cất đi, tháo rời, nhưng mà nó lại không giúp chúng ta thao tác nó nhanh hơn. Rồi, và đó là bên ngoài của chiếc ba lô Helicontex Raccoon. Phía trước này thì chúng ta sẽ có một cái ngăn admin. Cái admin khi mà trong trường hợp chúng ta không mở cái đai nén hai bên á, thì nó sẽ truy cập được đến đây thôi anh em. Đó, cho nên là chúng ta chỉ có thể lấy được bút, thước, dao hay đèn ở những cái vị trí này thôi. Lấy giấy tờ chỗ này và lấy đặc biệt là cái chùm chìa khóa ở chỗ này. Đó. Còn nếu mà chúng ta muốn lấy nhiều hơn thì bắt buộc chúng ta phải mở cái đai nén này ra. Bởi vì cái đai nén này nó cản cái đường dây kéo này lại. Thì có thể đó là dụng ý của nhà thiết kế. Bên này thì chúng ta sẽ không có một cái túi gì cả.
toàn bộ tập trung ở phía bên này. Chúng ta sẽ có những cái slot, một cái ngăn lưới này cố định bằng velcro, một cái ngăn phẳng, hai slot đựng bút và một cái ngăn phẳng ở trong này. Cũng khá là ok, cũng tương đối đầy đủ. Tuy nhiên thì cái ngăn ở phía dưới này anh em, đó nó có cái độ mở rất là lớn này. Đó, chỗ đây thì chúng ta có thể để được nhiều đó nha. Đây, mình sẽ thử để vào đây nguyên cái túi cứu thương của anh bên anh Quân Cam. Đó, cho anh em hình dung được cái độ mở của cái ngăn này. Nó có độ mở rất là ok đó anh em, cái đáy này nó mở rất là ok. Khi bỏ vô thì cái ba lô nó phồng lên vừa đẹp luôn. Một cái túi nó to đấy, nó dày như thế này nhưng mà vẫn để vừa được cái ngăn phía trước. Đây, nó dày lắm anh em. Rồi, ngăn phía trước thì chúng ta có những chức năng đó, mình thấy cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì phía bên này nếu có thể là trang bị thêm cho người dùng một số cái ngăn lưới hoặc là hai cái ngăn phẳng chia ra thì mình nghĩ nó cũng ok mà. Tại vì cái độ mở cái ngăn này nó rất là dày. À, phía dưới nó còn có thêm một cái lỗ được đóng khoen kim loại để có thể thoát nước hoặc là thoát bụi, thoát sạn ở trong ba lô. Chi tiết đó cũng hay nhưng mà đôi khi thì khi mà chúng ta đặt ba lô thẳng trên cái sàn nó bị ướt thì nước nó sẽ xâm nhập trực tiếp từ phía dưới lên. Rồi, ở đây chúng ta trong ngăn chính chúng ta sẽ có một cái ngăn lưới phía bên này để có thể đựng đồ, ví, giấy tờ, khẩu trang, phụ kiện EDC ở đây. Và một cái ngăn chính hoàn toàn trống. Trong này thì độ mở cũng khá là ok. Đây là một cái ba lô nó có độ mở rất là lớn nhưng mà cái dây kéo nó lại chỉ làm mở tới đây thôi, một nửa ba lô thôi, thì mình thấy nó cũng hơi đáng tiếc. Bởi vì với cái độ mở lớn như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là thiết kế mở hết cái ba lô ra. Mở hết cái ba lô ra thì khi mà chúng ta cần sắp xếp đồ đạc để đi công tác, đi du lịch chẳng hạn thì nó sẽ dễ dàng sắp xếp hơn. Khi mà mở đến đây thôi thì những cái đồ phía dưới bắt buộc nó phải nằm ở trong một cái cube set, một cái túi cube set hoặc là một cái pouch nào đó thì nó sẽ dễ sắp xếp hơn. Chứ còn để xuống đây nó cứ nhồi nhồi nhét nhét rồi mỗi lần lấy chúng ta lấy một cái là nó sẽ bung hết những cái còn lại ra thì nó cũng không có khoa học lắm. Bên này thì chúng ta sẽ có thêm một ngăn để đựng cái bình nước mềm Hydration Pocket. Đây, đây là một cái tính năng rất là cơ bản của những cái ba lô outdoor hoặc là tactical, giúp cho chúng ta có thể là uống nước trong những hoạt động mà chúng ta cần phải rảnh cả hai tay. Đó, chúng ta sẽ xỏ cái đầu uống nước thông qua cái lỗ này, treo cái ba lô lên trên này. Đây, trên này nó sẽ có hai cái lúp để chúng ta treo cố định cái túi này. Đó, rồi từ đây chúng ta luồn cái dây xuống phía bên dưới qua đeo, tùy anh em thuận bên nào thì anh em luồn bên đó thôi. Đó, nó sẽ nằm như thế này và khi mà đeo ba lô lên thì cái vòi nước này nó sẽ nằm ở ngay vị trí miệng của anh em. Và chúng ta sẽ thường là nó sẽ thiết kế cho việc uống bằng cái hình thức cắn vào trong cái đầu ống hút này. Rồi, và đó là những cái tính năng cơ bản của chiếc ba lô này. Nhìn chung thì mình thấy nó có một cái thiết kế khá là hay và cơ bản là mình thấy nó đã có đầy đủ hết những cái tính năng để mà anh em nào mà không cần phải không muốn suy nghĩ nhiều tới cái chuyện độ chế hay là mua thêm bao để gắn thêm á, thì anh em mua con này là anh em có thể là lót đồ vô là xài luôn, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Khi mà nhu cầu chúng ta mở rộng thêm á thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể xài tiếp được luôn, bởi vì nó đã cung cấp hết toàn bộ những cái tính năng, những cái nền tảng mà những cái ba lô tactical bình thường, những cái ba lô outdoor bình thường nó hay có rồi, cho nên anh em không sợ thiếu đâu. Ngoại hình thì nó cũng khá ok, khá hầm hố. Anh em nào mà thích cái ba lô này, thích cái thiết kế này nữa thì hoàn toàn có thể là sử dụng EDC được luôn, sử dụng hàng ngày được luôn. Rồi lâu lâu chúng ta có dịp đi chơi, đi cắm trại, đi vận động gì đó, chúng ta vẫn có thể sử dụng chiếc ba lô này. Và thậm chí là chúng ta đi du lịch thì mình tin là cái sức chứa của chiếc ba lô này nó hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của anh em di chuyển trong vài ngày cho tới cả tuần nữa anh em. Đó, đây, cái đáy nó rất là rộng. À, bên cạnh những cái ưu điểm của nó thì mình cũng thấy có những cái điểm nó chưa thực sự làm tốt. Thứ nhất là cái độ mở của cái ngăn chính. À, nó chỉ có làm mở đến đây thôi thì nó là khá là phí. Đối với một cái không gian hào phóng như thế này mà chúng ta lại không có cái lựa chọn để mở nó hoàn toàn ra, nó sẽ khó sắp xếp đồ đạc hơn. Thứ hai là cái Molly Webbing ở hàng bên này, nó nằm ở ngay cái vị trí của cái đai nén này. Và cái đai nén này là đai nén cố định chứ không phải là đai nén mở được ra giống như phía trên. Cho nên cái việc mà kết hợp với những cái phụ kiện để đựng bình nước ở phía bên ngoài á, nó cũng sẽ phần nào cản trở cái việc mà chúng ta thao tác
cái đai nén đó. Chỗ này thì chúng ta có thể là sử dụng cái phụ kiện free size bottle holder của Twin Tactical nha anh em nha. Sản phẩm có chất lượng rất là tốt và giá thành rất là thuần Việt, rất là phổ cập. Đó, chúng ta cứ xỏ so le nó qua những cái molly như thế này nè. Đó, anh em có nhìn thấy không? Đây. Rồi tiếp tục lại xỏ xuống dưới đây. Rồi tiếp tục là bên này. Và xỏ nó so le nó chéo như thế này thì nó sẽ rất là chắc. Đó. Xuống dưới đây. Sau đó là chúng ta kết thúc bằng cách gắn cái này vào trong này. Đó. Đây là cái thiết kế mà tụi mình rất là tâm đắc và cũng học hỏi từ Helicontext luôn. Không cần phải sử dụng nút đồng nhưng mà nó vẫn mang lại cái hiệu quả chịu lực và liên kết rất là tốt. Đó. Khi mà nó như thế này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào tới cái việc thao tác cái đai nén này. Mình thấy cũng cũng cản trở đó. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta xài, cố xài thì vẫn được, không có sao cả. Ngoài ra thì cái chất lượng build của cái ba lô này mình thấy rất là ok nha anh em nha. Nó rất là ok. Bỏ ba tác đánh ở khắp nơi luôn. Viền nè. Đánh ở khắp nơi. Cho nên là theo mình đánh giá thì đây là một chiếc ba lô có độ bền rất là tốt, có độ bền rất là cao. Đủ để anh em sử dụng trong những cái hoạt động nặng, cường độ cao và trong thời gian dài. Đó. Rất tiếc là Helicontext chiếc ba lô này lại không có vải lót. Rồi, và vì đây là một chiếc ba lô nó cũng đã khá là quen thuộc rồi, nó đã ra đời khá là lâu rồi cho nên mình chỉ review nhanh như vậy thôi. Đối với mình thì đây là một chiếc ba lô rất là đáng để lựa chọn với những anh em dù là mới chơi tactical, chơi EDC, chơi outdoor hay là chơi đã lâu thì đây cũng là một cái sản phẩm nó rất là đáng để lựa chọn, rất là đáng để cân nhắc hoặc là chia sẻ cho những người người thân, bạn bè, những cái người mà đang tìm kiếm một cái sản phẩm nó có cái phong cách như thế này và họ đang băn khoăn về những cái tính năng cũng như là những cái lựa chọn là không biết chiếc ba lô này nó có phù hợp với mình để sử dụng lâu dài hay không á, thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm nó rất là phù hợp để làm chuyện đó. Đây, khăn chính của nó thì có thể fit gọn gàng laptop MacBook 13 inch luôn nha. Mình nghĩ là 14, 15, 16 thì cũng vừa luôn á nè, tại vì nó còn rộng lắm nè. Anh em xài cái ba lô này mà đựng laptop thì nhớ thêm cái chống sốc vào nha, bởi vì cái phía dưới đáy của nó sẽ không có đệm đâu. Dưới đáy nó không có đệm mà nó còn có thêm cái lỗ thoát bụi, thoát cát này nữa, cho nên là khả năng thì cũng bị nước xâm nhập cũng khá là nguy hiểm đó. Và đó là Helicontext Raccoon. Anh em có thể trải nghiệm sản phẩm này ở cửa hàng Twin Tactical tại địa chỉ 273/5 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, hoặc là đặt hàng trên website cũng như là những cái nền tảng bán hàng của Twin Tactical. Mình sẽ để link mua hàng ở phía bên dưới phần description nha. Cảm ơn anh em đã xem clip review tới giờ phút này. Hẹn gặp lại anh em trong clip review tuần tiếp theo.